con hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Xuyên chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mà được sống cuộc đời riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày chồng mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra còn từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau ngần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ, mẹ cũng quên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa mẹ cất lại như một kỷ niệm.